Chào mừng các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Khanh Channel. Ngày hôm nay trong video này thì Khanh sẽ chia sẻ cho các bạn và các anh chị một cái bộ thảm đến từ thương hiệu Huvi dành cho xe VinFast VF9 nha các bạn. Thì ở đây Khanh cũng đã chuẩn bị một cái hộp thảm của thương hiệu Huvi dành cho xe VinFast VF9 rồi. Thì đây là một cái dòng thảm dạng khay 3D. Thì ngày hôm nay Khanh sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn xem thử là cái bộ 3D dành cho xe VinFast VF9 nó sẽ như thế nào ha. Thì nếu mà các bạn và các anh chị chúng ta đặt thảm Huvi tại Khanh Channel á, thì các bạn và các anh chị sẽ được bảo hành lên đến 24 tháng. Ngoài ra thì khi mà Khanh giao cho các bạn các anh chị á, thì nó sẽ được đóng thùng đầy đủ như thế này. Khanh sẽ quay xung quanh cái hộp cho các bạn và các anh chị xem ha. Ở đây đó, thì đối với cái dòng thảm VF9 đó các bạn, nó được thiết kế dạng khuôn đúc cho nên là cái dòng thảm này á, nó sẽ dày hơn so với lại những cái dòng thảm dạng cắt nha. Rồi thì bây giờ Khanh sẽ mở ra và chia sẻ cho các bạn và các anh chị cùng xem luôn. Rồi, cái thảm này nó cũng tương đối là hơi nặng một chút, cho nên là nó sẽ đặt vào cái xe của mình đó các bạn. Nó rất là khít ở cái sàn xe luôn. Rồi thì bây giờ Khanh sẽ mở ra. Đối với một cái hộp thảm Huvi khi mà Khanh mở ra thì ở bên trong nó sẽ có một cái bìa hồ sơ nhỏ như thế này các bạn. Thì trong bìa hồ sơ này á thì nó sẽ có một cái quyển sách. Sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn chi tiết như thế này cho các bạn và các anh chị luôn. Và cái cách mà các bạn và các anh chị chúng ta tra bảo hành như thế nào luôn ha các bạn. Đó. Rồi Khanh sẽ để qua đây đi. Đầu tiên thì khi mà Khanh mở ra thì ở đây nó sẽ sẵn cái hàng ghế thứ hai rồi, cho nên là Khanh cũng sẽ quay và chia sẻ với các bạn và các anh chị luôn. Đây các bạn, đối với dòng thảm Huvi thì nó sẽ được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh, hoàn toàn không có độc hại, cũng như là các bạn và các anh chị khi mà chúng ta để xe ở bên ngoài trời nắng nóng lâu ngày á thì cái nhựa này nó sẽ không có cái mùi hôi, cũng như là nó sẽ không có bị tiết ra cái mùi độc hại, cái mùi hôi độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn và các anh chị khi mà chúng ta sử dụng xe thường xuyên. Và đặc biệt nữa thì cái dòng thảm này nó được scan 3D, cho nên là cái vấn đề những cái vách đó các bạn, cái vách của thảm á, các bạn thấy nè, nó sẽ được thiết kế cao lên để nó hứng được rất là nhiều bùn đất cũng như là nước nó sẽ đổ trong này. Thì ngay bây giờ Khanh cũng sẽ test thử cho các bạn xem thử là cái khả năng chịu được nước nó sẽ như thế nào ha. Thì ở đây á, Khanh cũng đã chuẩn bị nước sẵn ở đây và Khanh sẽ cho trực tiếp lên cái thảm này luôn. Do Khanh quay video và Khanh test nhanh cho các bạn thôi, cho nên là mình cũng không có chuẩn bị nhiều nước. Thì ở đây các bạn thấy nè, đó, cái thảm của mình á, nó sẽ hứng được rất là nhiều nước các bạn ha. Nó sẽ nằm ở trong cái khay này luôn. Nếu mà cái trường hợp mà các bạn và các anh chị chúng ta không có khăn á, thì chúng ta có thể hất ra ngoài, chúng ta cầm nguyên cái khay chúng ta đem ra ngoài, nó rất là tiện lợi. Còn ở đây Khanh quay video á, thì Khanh cũng đã chuẩn bị cái khăn sẵn rồi. Thì bây giờ Khanh cũng sẽ thấm hút nhanh để Khanh chia sẻ cho các bạn luôn. Đó, nó rất là tiện lợi các bạn. Các bạn chỉ cần lau khô như thế này thôi thì chúng ta sẽ để vào xe, chúng ta sử dụng tiếp. Còn những cái trường hợp á, những cái trường hợp mà chúng ta không có khăn á các bạn, thì các bạn có thể như thế này, các bạn đẩy đập ra như thế này, vũ như thế này, đó, thì nó cũng sẽ khô cái thảm. Khi đó thì các bạn và các anh chị chúng ta để cái thảm vào trong sàn xe, chúng ta sử dụng tiếp thôi. Thì trên tay của Khanh đang cầm ở đây á các bạn, đây là cái tấm lót dành cho hàng ghế thứ hai. Ở đối với xe VinFast VF9 thì ở hàng ghế thứ hai nó cũng sẽ có thiết kế những cái chốt để khi mà chúng ta bắt cái tấm thảm vào trong cái sàn xe, nó không có bị xô lệch cái tấm thảm và nó sẽ nằm vừa khít theo cái sàn xe của VinFast VF9 luôn. Đó, đây là mặt phía trước của thảm nha các bạn. Đó, dòng thảm này thì cái ưu điểm mạnh nhất là nó sẽ không có thấm nước cũng như là không có để lại cái mùi hôi khó chịu trong xe, và nó là dạng 3D nữa cho nên là nó cái thảm của mình nó dạng khay á, nó sẽ hứng được nhiều bùn đất hơn. Đó các bạn, đây là mặt phía sau của thảm. Rồi thì ở cái hàng ghế thứ hai của xe VinFast VF9 á, thì nó sẽ có hai cái khay hai bên. Đây các bạn, nó sẽ có hai cái khay hai bên. Hai cái khay thì nó sẽ thiết kế giống nhau, sẽ có một cái logo của Huvi được dập ở trong cái thảm luôn. Đó các bạn. Bên cạnh đó thì ở hàng ghế thứ hai sẽ có cái phần nhô lên ở phần chính giữa, đó là phần con ngựa đó các bạn. Ở đây, đây các bạn có thể thấy nè, khi mà chúng ta ốp lên á, thì cái phần đội lên ở chính giữa nó cũng không có bị thấm nước nếu mà chúng ta đổ nước hoặc là đổ đồ ăn gì đó trên cái sàn. Coi như là khi mà các bạn và các anh chị lắp cái bộ thảm
cho xe VinFast VF9 thì nó sẽ bảo vệ hoàn toàn cái sàn xe của các bạn, không có bị bùn đất hoặc là nước tràn ra bên ngoài cái sàn nỉ zin của xe nha các bạn. Trường hợp mà nếu mà chúng ta lấu sàn á, chúng ta để nước tràn ra bên ngoài cái sàn nỉ thì nó dẫn đến những cái mùi hôi rất là khó chịu trong cái sàn xe của mình đó. Coi như là bộ thảm này nó sẽ bảo vệ tuyệt đối cái sàn xe của các bạn luôn. Rồi tiếp đến nữa là ở đây, ở đây các bạn, trên tay của Khanh đang cầm đây là một cái tấm lót dành cho hàng ghế tài, cái ghế tài xế sẽ có một cái logo Huvi ở bên này, cũng như là sẽ có hai cái chốt để mà khóa lại với cái sàn zin của xe. Bên cạnh đó thì các bạn và các anh chị có thể thấy á, đối với cái dòng thảm đến từ thương hiệu Huvi, ở tất cả những cái hàng ghế Huvi họ thiết kế rất là cứng cáp và chắc chắn, các bạn có thể thấy nè, đó rất là cứng cáp và chắc chắn luôn. Cho nên là khi mà các bạn và các anh chị chúng ta cầm cái tấm thảm như thế này, chúng ta cầm cái tấm thảm như thế này, chúng ta đem ra ngoài, chúng ta hất bùn đất ra bên ngoài, chúng ta vệ sinh xịt nước trực tiếp lên cái thảm luôn thì nó rất là dễ dàng nha các bạn. Đó, ở đây là mặt phía sau của thảm. Thì đối với dòng thảm Huvi đó các bạn, nó được thiết kế theo khuôn của xe, cho nên là nó hạn chế những cái tình trạng như thế nào. Có nghĩa là ở đây các bạn thấy nè, nó sẽ khoét những cái đường viền như thế này để nó ôm sát vào với cái sàn xe, cho nên là nó hạn chế cái tình trạng là bị kẹt chân ga. Nếu mà các bạn và các anh chị sử dụng những cái dòng thảm thông thường á, thì lâu ngày cái thảm chúng ta nó sẽ gặp lại và nó sẽ kẹt cái chân ga, nó dẫn đến là rất là mất an toàn trong cái việc mà chúng ta lưu thông. Còn trên tay của Khanh đang cầm một cái tấm lót của thương hiệu Huvi, thì họ thiết kế rất là tỉ mỉ ở những cái phần này, họ sẽ khoét vừa theo cái phần lót sàn của xe VinFast VF9 đó các bạn. Tiếp đến nữa là tấm lót dành cho ghế phụ. Thì ở hàng ghế phụ nó cũng sẽ có hai cái chốt để khóa cái tấm thảm này với cái sàn zin của xe luôn các bạn, nó cũng giống như ghế tài ha. Còn đây là mặt phía sau của thảm này các bạn, rất là cứng cáp. Thêm một cái ưu điểm của cái dòng thảm Huvi á các bạn, đối với những cái vành ở bên này nè, thì khi mà gặp nhiệt độ cao giống như là các bạn và các anh chị chúng ta để xe ngoài trời nắng nóng, nó sẽ không có bị tình trạng là gặp lại đó, thì nó giúp cho cái tấm thảm giữ được cái form của nó luôn luôn như thế này, để cho nó tăng cái hiệu năng sử dụng của các bạn và các anh chị khi mà chúng ta lót trên xe của mình đó. Rồi tấm lót cuối cùng thì đối với VinFast VF9 thì cái hàng ghế thứ ba, hàng ghế thứ ba cũng được chăm chút rất là kỹ lưỡng, thì chúng ta cũng cần phải có một tấm lót bự như thế này để mà các bạn và các anh chị lót vào trong cái hàng ghế thứ ba, để cũng như là khi mà mình đi á, thì mình hạn chế được những cái tình trạng là bánh đồ ăn thức uống nó sẽ rớt trên tấm thảm, nó sẽ làm dơ cái sàn zin của các bạn đó. Tấm thảm của nó sẽ bự như thế này và dính liền như thế này luôn, cho nên là các bạn lấy ra lấy vô vệ sinh nó cũng rất là dễ dàng. Rồi thì tổng thể các bạn, trong cái video này Khanh cũng đã chia sẻ cho các bạn và các anh chị về một cái bộ thảm dạng khay 3D khuôn đúc như thế này dành cho xe VinFast VF9 đến từ thương hiệu Huvi. Thì nếu mà các bạn và các anh chị nào quan tâm về dòng thảm này và muốn Khanh tư vấn cụ thể thì các bạn hãy liên hệ số hotline của Khanh sẽ để góc màn hình ở trên, cũng như là cái bên dưới phần mô tả video á, Khanh cũng sẽ để thông tin mua hàng cũng như là hotline của bên Khanh nữa. Các bạn hãy liên hệ cho Khanh và Khanh sẽ tư vấn một cái dòng thảm phù hợp cho cái dòng xe của các bạn và các anh chị. Các bạn và các anh chị khi mà xem video của Khanh và muốn đón xem nhiều cái video hơn nữa thì hãy bấm đăng ký cũng như là like video và chia sẻ video để mọi người cùng biết video và các bạn đón xem những cái video mới mà Khanh up lên nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.